Giá cà phê hôm nay 18 tháng 9 trong khoảng 122,800, 123,200 đồng, kg, điều chỉnh giảm nhẹ từ 600 đến 700 đồng 1 kg. Giá cà phê giảm nhẹ do đầu cơ chốt lời. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 122,800 đồng, kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 123,200 đồng. Kg. Tại huyện Ea, Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 123,100 đồng, kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 123,200 đồng, kg tại Gia Nghĩa và 123,100 đồng, kg ở Đắk Rơ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 123,200 đồng, kg, chư Trông ở Pleiku và Lagrai cùng giá 123,100 đồng, kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 123,200 đồng, kg theo dự báo của Cục Xuất Nhập Khẩu thuộc Bộ Công Thương. Giá cà phê dự kiến sẽ ổn định ở mức cao trong tháng 9, do sự chênh lệch giữa nguồn cung giảm và nhu cầu tăng. Việt Nam có thể chứng kiến sản lượng cà phê của niên vụ 2024-2025 giảm đáng kể, xuống mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua. Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo sẽ tăng cao vào cuối năm đặc biệt là từ các thị trường lớn như châu âu châu mỹ trung đông và nhật bản gần đây sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tiêu thụ cà phê arabica tại thị trường nội địa với mức tăng trưởng hai chữ số cho thấy tiềm năng lớn cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu nhu cầu toàn cầu đối với cà phê arabica chất lượng cao và cà phê đặc sản từ các quốc gia như eu mỹ và nhật bản vẫn rất cao thường xuyên vượt quá nguồn cung hiện có Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2024 tăng 57 đô la Mỹ một tấn, ở mức 5,303 USD tấn, giao tháng 1 năm 2025 tăng 63 đô la Mỹ một tấn, ở mức 5,040 USD tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2024 tăng 5,95 sen LB, ở mức 264,50 sen LB giao tháng 3 năm 2025 tăng 6,25 sen LB ở mức 262,35 sen LB. Thị trường cà phê chứng kiến những biến động đáng kể. Hai sàn giao dịch cà phê mở cửa với mức tăng vọt, nhưng sau đó đã giảm dần và kết thúc phiên với mức giảm nhẹ. Cà phê Robusta trên sàn London đã trả mức cao gần 5.500 đô la Mỹ một tấn, tăng 240 đô la Mỹ một tấn trước khi giảm mạnh trở lại sự giảm giá này được cho là do áp lực bán tháo mạnh mẽ vào cuối phiên giao dịch các chuyên gia nhận định rằng hoạt động giao dịch cà phê hiện nay chủ yếu là các hoạt động tài chính với sự tham gia của các nhà đầu cơ do nguồn cung cà phê không đủ đáp ứng nhu cầu các nhà đầu cơ thường đặt cược vào kỳ vọng giá sẽ tăng từ đó để giá cà phê lên cao và sau đó thu lợi nhuận giá cà phê này cũng được dùng làm mức giá tham khảo cho các doanh nghiệp trong việc ký kết hợp đồng mua bán và giao hàng theo kỳ hạn